Xin chào các bạn đã quay trở lại với nhóm review. Thì hôm nay nhóm sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ đồng hồ đo công suất AC100A VZM 004 con LED. Thì đây là sản phẩm. Đấy. Thì bên này một số tính năng và thông số kỹ thuật của cái bộ này thì nó sử dụng được đo công suất dòng AC 80 đến 260V. Nó được ứng dụng để sử dụng đo công suất trên máy tính và MCU. Đấy, thì dòng nó đo được từ 0 đến 100A và giải đo điện áp là từ 80 đến 260V. Có port TTL truyền UART. Cấu trúc lệnh theo bảng. Thì sau đây mình sẽ tiến hành test nó với Arduino. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện đo công suất của bóng đèn 220V và 40W. Đây. Thì các bạn thấy ở trên màn hình của bộ đồng hồ đo đây là công suất. Thì đây, tầm 38 đến 40W. Đây. Đây có cả công suất tiêu thụ theo giờ. Đây là điện áp Voltex. Nó đe dòng. Đấy. Các cái chỉ số thì đây mình sẽ hiển thị truyền UART lên LCD thông qua Arduino. Đấy, thì cổng truyền của nó thì ở sau này phía sơ đồ. Đây. Sau đây là sơ đồ đấu lối chân. Đây là phía bên này. Đấy. Mình đã cho nó hiển thị đấy, tầm 40W các bạn để ý. 38 lên 40W. Thì cái màn hình này ở ngoài nó sẽ hiển thị nháy bình thường thôi. Ở đây là nó có cái ánh đèn vào nên nó bị nhấp nháy. Dòng rất là chuẩn. Thì video của mình xin được kết thúc tại đây. Các bạn hãy đóng góp ý kiến bằng cách comment xuống dưới và hãy đừng quên subscribe, like và chia sẻ kênh để đón nhận thêm nhiều các video khác từ nhóm của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.